Xin chào các anh, quý vị, các anh chị, các bạn. Nay mình chia sẻ, mình thay cái bộ nhông xin dĩa đây, cho cái xe này. Xe quay này người ta đi ruộng thôi. Mình sẽ thay cái bộ nhông xin dĩa đây, của Đại Thái đây. Nhông dĩa đây xài cũng rất được các bạn, các bạn. Giờ mình trong chiếc xe này mình muốn chia sẻ cho các anh chị các bạn này, chiếc xe này ví dụ như ở nhà các anh chị là lấy cây cà lê 23 đó, áp này có khi số 23 có khi số 24, nhưng mà mình mở ở đây nó quay áp này đó, khi mà mình ta xiết các bạn đó, cái chỗ áp này nè, cái đạo lục kỹ này nè. Để mình sẽ vô mình lấy cái chụp chị mình hướng dẫn thôi, để mình mở ra luôn. Bây giờ thôi để mình hướng dẫn luôn. Vô anh chị mở cái đây ra mà nó chạy vòng cầu miết ha, thường thường là xe chụp chị nó thường bị vậy. Đó. Giờ trước thì để mình hướng dẫn là mở trước đã. Rồi xong mình đây. Ví dụ như anh chị mở ở đây mà nó chạy cầu miết phải không? Anh chị lấy đồ ở đây. Đó. Chị đang gõ đây nè. Còn đáng điều điều cho mình ha. Đây các bạn ơi, các bạn mình đáng về để nó ra cái dĩa với cái cùi ra ra ngoài ha. Xong rồi các bạn sẽ lấy cái kìm này mắc ở đây nè, kìm mắc các bạn. Các bạn mắc phía trong nghe, họ dạng là phía trong nghe đó, bấm lại nha, mở ra đó. Đó, nó không có còn chạy được nữa đó. Đây là cái bát để tăng xăng. Các bạn ơi, ví dụ như thường thường á, khi mình xiết á, rồi cái trục á nó gánh vô đây. Đó, lâu ngày nó tòa cái đào này các bạn. Tòa cái đào đây. Cho nên là ốc này nó dạng ra nó khó. Đó. Nhiều cái thì mình phải lấy máy mài các bạn ơi, mình mài cái chỗ tòa đó đi. Đó mình dạng. Nhưng nhiều cái là mình nó vẫn bị tua do nó mòn phía trong này, cái chỗ phía trong này với chỗ này nó rộng quá các bạn, là xài lâu ngày nó rộng mà chỗ đây nó cũng chạy tròn luôn, nó không có giữ lại được cho mình đó. Còn nếu mình để mình mở đây ra đi, mình để vô này đó. Để vô đây thì mình nó ngán quá, mình không có thế các bạn ơi. Ví dụ giờ mình đang bị dĩa vô lại đi nha, vô mở cho ta đoàn quần đó. Mình ví dụ như mình ra thì mình để cái kìm này vô chỗ này nó ngán quá các bạn, nó không có thế ra phía trong này. Cho đây mình gõ cái này nó ba viên bi ra luôn đó, nó lâu viên bi ra luôn rồi mày đó. Rồi mình giờ mình lấy máy nè, vô máy mình chọn nè bạn ơi, phải không? Đi vô máy nè, chọn hai các bạn đổ chưa thấy chứ, bằng nhỏ vô đây nghe, nhỏ vô đây cho nó nghe, rồi ha, thôi nhớ cái này nó mình để vô ở quăng vào vậy á, nha, cái cùi này thì các bạn lấy với nhóm á.
nhóm nè, mở đánh má này cho ta nè. Nhìn đặt cứng hết lại, chủ yếu là mình hướng dẫn video này chủ yếu là mình hướng dẫn cho các bạn ở nhà mình làm về các bạn máy hạt nghề đó, mình mở ốc chỉ của xe quay và xe rim này rồi. Chứ còn mấy cái xe mà quay X-Loop của anh nó không có tục chỉ nha các bạn. Đó. Đó. Tụi mình hướng dẫn tục chỉ cho các bạn thôi, còn này mình hướng dẫn thêm đó. Đó, mình toán bên cũng được, còn bên để dành các bạn ở đây nó có hai bên để dành một hai mét này, để dành một mét thôi các bạn, để dành để sau này mình mở ra mới vô, mình toán miếng nó gãy thì mình xài bên này. Ở các bạn ơi, ví dụ như các bạn để vô đó, bây giờ ốc hồi nãy á các bạn để vô này đó, để chỉ vô trong xong để cục canh đó. Vậy để bát tăng xăng vô. Bây giờ ví dụ như các bạn dạng cái trục chỉ này đó, mình mài nó ngán, mình mài nó dạng không được, vậy nó dạng như vô cũng được này, mà nó quay miếng các bạn, nó quay miếng ham, bỏ nó quay miếng này ham, các bạn thấy không, nếu mà nó quay miếng vậy á này, nó quay miếng ham thì các bạn hãy mở chỉ này ra ha. Nếu như các bạn đều bạn dạng xiết đó, ngóc chỉ này mà nó quay miếng, các bạn hãy là làm sao các bạn biết không, các bạn mẫu có ngang là mình bỏ cái trục chỉ này, mình sẽ thay một trục chỉ mới ha. Hai là mình sẽ là một cách mà mình cũng rất là chét, mà nó độ theo kiểu xe quay X xe rút các bạn, mình sẽ lấy một cái viên bi 6203 đó, bi dĩa của cái xe này các bạn, mình đập cái bi dĩa mà cũ ra hư á, mình lấy cái cục phèn ở trong á đó, các bạn để vô đây ha, đó không là mình sau này mình xài khó xài cho kỹ luôn các bạn đó. Khi mình đút vô nè, ốc này nó dài nè, ốc này nó dài, nó bị dài này nhiều, còn ở đây nó trống nó ngán thôi, các bạn để vô này vẫn dư lên các bạn, dư lên một xíu dài thôi không, đó là được. Nếu mà nó cái đây nó cao hơn cái này, nó lò ra ngoài thì các bạn mài bớt cái này đó, còn nếu mà cái đây á hiện giờ nó đoan á, là thấp hơn các bạn ơi, nó thấp hơn cái khoang trăm của cái bi dĩa này thì các bạn để vô nè, thấy không, rồi các bạn để vô thử coi thử đó, khi mà canh cái này vô cái cục này nè, các bạn coi phía này nè đó, nó lò ra không đó, nó lò ra bằng dạng ốc được đó, nó lò ra để mình dạng ốc ốc này được là các bạn, là được các bạn ha, nếu mà ngán quá thì mình pha mài bớt rồi đó, các bạn thấy không đó, vậy là các bạn đã sờ được nè, có xài trục chỉ luôn thấy không, quẹt hơn thì mua có trục chỉ thì mua trục chỉ, thay trục chỉ mới đó.
ở bạn ơi, bây giờ như ở quê mình ở bạn ơi, xe này không có chủ ngồi ở đây, nếu có chủ ở đây thì thay 4 tháng luôn, không có chủ ở đây các bạn thấy bóp nó sao đúng không, tháng không ngàn đâu đó, mà có bố người ta các bạn ơi nè à, các bạn thấy không, bố nó bị mò cái đùm này nè các bạn ơi, nếu người ta đi đóng lại cái đùm quan và cái bố nó cũng hơi mò, mà các bạn thấy không, nó lậu phải không này đó, nó lậu này, lấy cây nhánh xét nhỏ cũng được nhưng mà nó lậu đó, các bạn thấy không đó. Bây giờ mình sửa xe thì mình kiếm cái bố nào được được á, à, cũ mà được đó nha các bạn thấy không, nó bị lâu ngày cho bố thường đó các bạn, bố thường nó bị vậy không, nó lậu, nó lậu nó mát người ta luôn, mình kiếm cái bố cũ khó mình bỏ vô người ta các bạn đó, bỏ bố khác vô để nó xài. Bây giờ mình không có chủ ở đây mà mình thay bố máu không biết ta có chịu không, thấy không, còn người ta có tin mình không các bạn. Thôi bây giờ thôi mình mà tốn tiền người ta nữa, xe ta đã đủ mà, bữa ăn quê mình nó cũng hạ tiện các bạn đó. Bây giờ như xe này thì ở quê mình sẽ quán kiểm vô các bạn ơi. Đó, quán kiểm như vậy vô ra chỗ này đó, còn quán kiểm vô đây nghe, dù như mình cái bố nó mòn và cái đụng nó mòn, mình quán kiểm vô cho nó dài lên đó. Mình kiểm tra mình mở ra mà mình thấy cái bố nó bị nứt, mình thật thà các bạn, mình bỏ vô luôn thì quẹt mình ảo tỏa bỏ vô luôn, ta đi nó lậu, ta đi ta lậu nước các bạn, nó lậu nó mát người ta nữa, thấy không, đây mình kiếm cái bố cũ khó bỏ vô, bố cũ khó nhưng mà nó không có bị lậu nghe các bạn, còn cứng nghe các bạn. Để vô các bạn ơi, để vô mình tháng này nhẹ cái nang đó các bạn thấy không, đó thấy không, rồi giờ anh bỏ vô thôi ha. Ở xu đầm này nó lỏng thì mình chêm xu đầm vô, chêm xu này các bạn, các bộ xem chêm vô thôi. Chêm vô. Xe quấy nó rộng các bạn ơi, mình để vô làm để cái dĩa cái cù vô luôn, còn cái xe này nó phải bỏ cái đó vô trước, bỏ cái dĩa vô trước xong rồi bỏ cái bánh xe vô sau. Ốc lại em dặm tháng xíu ốc lại đó, xong rồi bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký, bấm chuông và chia sẻ cho mọi người ở nhà để mình lo đó, mình tự mình lo, có đồ nghề ở nhà mình tự mình lo, hoặc là các bạn học nghề rồi mình lo chia sẻ cho nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.